thắc mắc là cái lồng về mà nó đã bị sệ rồi, sau khi bên em làm xử lý xong thì lắp lại nó có về form như lúc ban đầu hay không? Thì đây là kết quả anh em nhá. Cái chiếc xe này là hôm trước em có quay cho anh em thấy là cái bên này nó đã bị sệ hết này. Đây, và sau khi bên em xử lý xong này, các bác có thấy chưa? Nhìn đẹp và nó giữ form như thế này, cả cả bên này luôn nhá các bác nhá. Nhìn zin đét chưa các bác ơi, như mới luôn này. Cái này bên em bảo hành cho bác 5 năm nha các bác nhé. Đây là cái lồng về chưa xử lý này. Cái này đi một thời gian đây, bắt đầu có hiện tượng rồi này, các bác thấy không? Bắt đầu nó có hiện tượng. Cái này nếu mà đi đường đất cát bám vào nhiều cho là mình rửa xe nhiều ướt nặng sau này sệ, nó sẽ xuống form hết cho các bác nhé. Các bác nào mà đang sử dụng cái xe mà có lồng vỉ, lồng ve nỉ như thế này thì các bác có thể qua Agala Thái Nguyên để nâng cấp cho xe của mình các bác nhá.